Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãnh Lực Dương. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay thì tỷ lệ nam giới rơi vào hoàn cảnh chưa đi đến chợ để hết tiền đang ngày càng tăng. Vì thế làm sao để kéo dài thời gian quan hệ cũng như giúp cho bạn tình đạt được cực khoái của mình là một vấn đề được nhiều nam giới quan tâm tìm kiếm. Trong video hôm nay tôi xin bật mí đến các bạn ba cách quan hệ lâu dài. Hãy cùng theo dõi để tìm ra cho mình một cách phù hợp và hiệu quả nhất nhé. Đầu tiên tôi sẽ chia sẻ về nguyên nhân khiến cho nam giới nhanh ra. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nam giới quan hệ nhanh xuất tinh là do bản thân chưa làm quen được với môi trường có sự kích thích cường độ cao, do cơ thể chịu nhiều tác động từ thể chất đến tinh thần, lạm dụng thói quen thủ dâm, không biết cách làm chủ cực khoái, điều khiển từ cái đầu. Ngoài ra thì nam giới nhanh xuất tinh còn do các vấn đề khác như là cơ thể thiếu dưỡng chất, nam giới lười vận động, sử dụng cái chất kích thích, bia rượu và thuốc lá. Vậy cách quan hệ lâu dài và khi nào thì cần quan hệ lâu dài? Có không ít bánh mày dâu cho rằng thời gian quan hệ trên 2 phút là có thể chấp nhận được và đây không phải là hiện tượng xuất tinh sớm. Tuy nhiên, theo số liệu điều tra thực chất, 2 phút không đủ làm hài lòng tất cả chị em phụ nữ. Theo một số nghiên cứu cũng như khảo sát trên thế giới thì trung bình phụ nữ cần 10 phút để có thể đạt được khoái cảm. Vậy với khoảng thời gian 2 phút thì chắc hẳn chỉ có một số nhỏ chị em có thể đạt được cực khoái, còn lại phần đa sẽ không thể. Một người không bị xuất tinh sớm đó là phải làm chủ được thời gian xuất tinh, chủ động làm cho đối tác nữ giới đạt khoái cảm trước hoặc cùng lúc với mình thì đây mới là khả năng toàn diện của một người đàn ông. Do đó nếu bạn cảm thấy thời gian làm tình hiện tại không thể đem lại cực khoái cho chị em phụ nữ, nghĩa là họ không thể lên đỉnh được, họ có thái độ không hài lòng chê trách hoặc bạn chưa đạt đến thời gian trung bình là 10 phút thì nên cải thiện vấn đề này của mình. Vậy phái mạnh luôn cho rằng phong độ của cánh đàn ông được thể hiện rất nhiều trong chuyện ân ái. Cụ thể là súng ống phải mạnh mẽ, phải làm hài lòng được bạn tình, cả hai cùng lên đỉnh và cả việc khi quan hệ thì phải lâu ra. Muốn kéo dài thời gian yêu, quan hệ lâu xuất tinh, các đấng mày sâu hãy làm theo lời khuyên dưới đây. 1. Làm sao để quan hệ lâu ra, nam giới không được tự ti. Trước khi đánh trận, chiến binh nghĩ mình thắng thì 50% là họ thắng, nghĩ thua thì coi như là thua. Trong chuyện quan hệ cũng vậy, trước khi đút vào các men cứ nghĩ tôi yếu tôi sớm thì y như rằng vừa đưa vào là bàn pháo hoa, phải luôn tự tin vào bản thân của mình, nghĩ là mình khỏe, mình dai như trâu. Ừ nghe ai đấy, nhưng đang 2 phút 3 phát thì sao mà nghĩ được dai như trâu được. 2. Bí quyết quan hệ lâu dài, sử dụng âm nhạc hay tiếng ồn để phân tán tư tưởng. Để kéo dài thời gian quan hệ thì mỗi cuộc yêu, cánh mày dâu có thể nghe những bản nhạc trữ tình hay các bản nhạc sôi động sẽ khiến cho nam giới nghĩ về các vấn đề khác. Cách phân tán tư tưởng cũng giúp cho nam giới điều chỉnh được quan hệ lâu xa của bản thân. Nếu bạn lúc nào cũng nghĩ làm cách nào để lên đỉnh, kéo dài thời gian quan hệ và xuất tinh thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm được. Lúc này bạn hãy nghe một bản nhạc du dương nhẹ nhàng để cuộc yêu thêm phần lãng mạn. Bạn có thể mở tivi hay mở nhạc để tăng màu sắc khi làm chuyện ấy và tâm trí sẽ không nghĩ lung tung. Tuy nhiên bạn đừng xem những phim nóng trong lúc hành sự nhé. Những cảnh nhạy cảm sẽ khiến cho bạn kích thích và cậu nhỏ sẽ nhanh ra hơn đấy. 3. Dùng những sản phẩm an toàn như Mãnh Lực Dương. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mãnh Lực Dương được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Công dụng của Mãnh Lực Dương là gì? Giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý ở nam giới, giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do thận hư. Thành phần như sau. Mỗi viên chứa chiết xuất dược liệu cao xả sàng tử, cao dâm dương hoắc, cao kim anh tử, cao bạch tật lê, cao mật nhân, cao ngũ vị tử, cao kỳ tử, kẽm gluconate, L-carnitine, lycopen. Phụ liệu là gồm có gelatin, sodium benzoate, tinh bột vừa được một viên. Cách sử dụng như sau. Uống 2 lần, mỗi lần một viên vào buổi trưa và buổi tối sau ăn 30 phút. Đối tượng sử dụng là dùng cho nam giới trưởng thành suy giảm chức năng sinh lý, đau lưng, mỏi gối do thận hư. Cảnh cáo sức khỏe là không sử dụng cho nam giới dưới 18 tuổi, những người mẫn cảm bất kỳ một thành phần nào của sản phẩm. Không nên uống rượu bia khi sử dụng vì làm giảm tác dụng của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và để xa tầm tay của trẻ em. Các bạn có thể mua sản phẩm qua hotline hoặc Zalo số 0899918585 được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình để có thể theo dõi được các video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.